và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Đoạn ghi âm của Lâm Vĩ Dạ làm chồng tái mặt trên sóng truyền hình. Trên sóng truyền hình, Hứa Minh Đạt thừa nhận sợ vợ là vì nể và yêu thương bà xã, là một trong những gia đình đáng yêu hạnh phúc nhất của showbiz Việt. Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ luôn là cặp đôi nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía công chúng. Từ những câu chuyện lần đầu hò hẹn cho đến những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hôn nhân, tất cả những câu chuyện đời tư của cặp đôi đều được khán giả thích thú đón nhận. Trong chương trình Giác quan thứ 6, ông xã Lâm Vĩ Dạ và diễn viên Hứa Minh Đạt đã xuất hiện. Nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về người vợ của mình. Dù không có mặt nhưng Lâm Vĩ Dạ lại gửi một đoạn ghi âm bất ngờ đến chương trình làm chồng đổ mồ hôi hột. Khi vừa bước ra sân khấu, MC Thành Trung lập tức đá xoáy Hứa Minh Đạt bằng một câu hỏi hóc búa. Chào Hứa Minh Đạt làm việc với vợ bạn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu được gặp bạn. Bình thường Lâm Vĩ Dạ vẫn hay khen bạn là một người chồng rất ngoan, không bao giờ đi đâu ra khỏi bàn tay của Dạ. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Đạt thôi là chưa cần nghe, Dạ vẫn có thể biết được Đạt định nói gì và đang ở đâu. Bạn đánh giá như thế nào về giác quan thứ 6 của vợ mình? Bối rối một hồi lâu, Hứa Minh Đạt lúng túng đáp, à thật ra thì, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thích đáng, hai đồng nghiệp Buka Quang Trung đã vội chặt chém nam nghệ sĩ, trời ơi trả lời ấp úng mà còn nhấn nhá như vậy là sợ vợ lắm nè. Thừa cơ Thành Trung tiếp tục tung chiêu, à Lâm Vĩ Dạ còn nói tiếp, chồng em với ai thì không biết, nhưng với em là sợ tuyệt đối. Lời chia sẻ của Thành Trung khiến Hứa Minh Đạt chỉ biết lặng im mỉm cười trong đau khổ. Buka giải nguy cho đàn anh, thực ra bây giờ anh Đạt trả lời như thế nào cũng khó. Bây giờ trả lời thật á thì nhục, còn trả lời sai sự thật thì về bị chửi. Mà đàn ông sợ vợ là bình thường mà, đúng không anh Đạt? Quang Trung tiếp lời, đúng rồi, vợ mình không sợ chứ sợ vợ ai. Sau màn cuốn rợ của đàn em, Hứa Minh Đạt bình tĩnh lấy lại tinh thần trả lời. Đạt không có sợ vợ nhưng mà Đạt nể và thương, muốn tôn trọng vợ mình thôi. Đạt có thể tự tin nói trước mặt vợ mình là anh rất tôn trọng em và anh không hề sợ em đâu nhé. Vừa dứt lời, tiếng nói của người vợ thân yêu vang lên. Anh yêu của em ơi, trong chương trình này, ai cũng là người quen của em hết. Anh hãy cẩn thận cái mồm đáng yêu của mình nhé. Đó là giọng nói từ Lâm Vĩ Dạ thu sẵn trước chương trình để làm món quà bất ngờ dành cho người chồng của mình. Không có mặt tại chương trình, nhưng Lâm Vĩ Dạ lại chuẩn bị sẵn một đoạn ghi âm làm ông xã bất ngờ. Nhưng có lẽ món quà này khiến Hứa Minh Đạt không được thoải mái lắm, anh chàng liên tục ngó trước nhìn sau. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Có xuất hiện ở đây luôn không? Đổ mồ hôi rồi nè. Hên ghê, nãy giờ chưa nói xấu gì hết, nam diễn viên hài hước. MC Thành Trung phải trấn an khích lệ tinh thần Hứa Minh Đạt. Nam MC hứa rằng xuyên suốt chương trình sẽ đưa ra những lời khuyên thật sáng suốt, giúp Hứa Minh Đạt mang về giải thưởng lớn nhất cho bà xã vui. Đi quay phim xa, Thúy Diễm lo lắng khi nghe tin khu nhà mình bị cách ly. Mới đây Thúy Diễm bày tỏ sự lo lắng cho chồng con khi nghe tin khu nhà cô đang ở bị cách ly. Nữ diễn viên mong muốn nhanh chóng kết thúc phim để được sớm về nhà. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự lo lắng khi nghe tin khu nhà cô đang ở bị cách ly. Nữ diễn viên chia sẻ, đi làm xa mà giờ nghe tin khu nhà mình bị cách ly, rầu từ qua tới giờ chẳng làm gì nổi, nguyện cầu bình an cho gia đình và mọi người. Phim ơi lẹ lẹ mau hết cho mình về với cha con ổng đi. Những chia sẻ của Thúy Diễm nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè và khán giả trấn an tinh thần nữ diễn viên. Một người bạn động viên, cố lên nào, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu, chị đừng lo quá. Bình tĩnh đi chị ơi, chắc không sao đâu. Cố gắng quay phim tốt nhé chị, rồi cũng sẽ mau về gặp thôi. Một khán giả bình luận. Liên hệ với Thúy Diễm, cô chia sẻ, khu vực nhà tôi đang ở là quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Có những người hàng xóm từng đến quán bar trong khu Thảo Điền, bị nghi ngờ tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nên đã phong tỏa 24 tiếng để kiểm tra tình hình. Tôi thì đang đi làm phim xa nên rất lo lắng, anh Thành và mọi người đã rất cẩn trọng. Ngay từ khoảng Tết đến nay, cả nhà hạn chế không ra ngoài mà chỉ đặt đồ ăn giao đến tận nơi. Vì gia đình có con nhỏ nên luôn phải cẩn thận từng chút. Ngày nào tôi cũng gọi nhắc nhở từ sáng đến tối, dù chưa có thông tin cụ thể nhưng tôi cũng rất lo. Nữ diễn viên gia đình là số 1 tâm sự đi quay phim trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên cô rất lo lắng cho bản thân cũng như sức khỏe của gia đình. Bà xã Lương Thế Thành cho biết cô luôn mang theo nước rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang cũng như tránh tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn. Tôi lỡ tham gia phim và đã quay được một nửa rồi nên phải tiếp tục công việc của mình. Tôi cũng rất cẩn thận trong mọi thứ khi giữ gìn sức khỏe, tăng cường đề kháng cho bản thân. Ở đoàn phim tôi cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ. Những lúc quay vừa xong tôi liền đeo khẩu trang. Tôi còn dự định sau khi kết thúc bộ phim này cũng tự cách ly một thời gian đủ để yên tâm thì mới về đến nhà với con. Lúc trước đi phim chỉ vài ngày tôi sẽ chạy về thăm con, nhưng thời điểm này dù đi quay hơn một tháng rồi nhưng tôi không về nhà vì không biết sức khỏe mình có đảm bảo hay không, cô nói.
Thúy Diễm bày tỏ cảm kích với ông xã khi ở nhà chăm sóc con trong khoảng thời gian dài cô theo đoàn phim. Nữ diễn viên 8X cho biết, dù bề ngoài Lương Thế Thành khá soái ca bảnh bao, nhưng khi về nhà, anh là người chồng chiều con thương vợ hết mực, sẵn sàng làm công việc nhà khi vợ đi đóng phim xa. Cô chia sẻ, được nghỉ quen. Nằm ngắm chồng con chơi đùa qua camera từ xa mà thấy thương quá, dựng mình mê công việc mà bỏ con, còn nhỏ, thương ông xã gà trống chăm con gì đâu, lại trong mùa dịch bệnh như vậy thiếu hơi ấm của người phụ nữ trong nhà. Cảm ơn ông xã đã hiểu cho em, yêu thương em hết lòng, luôn là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con em. Ráng một tháng nữa thôi em về nhà với hai cha con nha. Harry Won Trấn Thành xót xa khi nghe tin dịch bệnh ở nước Ý. Giống như mọi người, vợ chồng Trấn Thành Harry cũng đang cập nhật sát sao diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế. Nước Ý thơ mộng hiện đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu với lượng người chết lên tới gần 800, con số đỉnh điểm trong ngày 21 tháng 3. Hiện tại tổng cộng có 53.000 ca nhiễm virus cùng 4.800 trường hợp tử vong tại đất nước hình chiếc ủng. Theo dòng thời sự nắm bắt chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh ở cả trong nước lẫn quốc tế, Harry Won bày tỏ sự sững sờ khi nước Ý lâm nguy. Nữ ca sĩ đau lòng không thốt nên lời khi biết rằng tại đây cứ 2 phút lại có một người chết. Trấn Thành cũng chỉ bày tỏ cảm xúc ngắn gọn, quá ghê. So sánh với sự kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của nước ta, tiếng luật gật gù, Việt Nam là số 1. Harry Won không dám tin vào sự thật là cứ 2 phút lại có một người chết tại Ý vì đại dịch Covid-19. 800 ca tử vong là con số đỉnh điểm trong ngày 21 tháng 3. Trấn Thành bình luận ngắn gọn dưới bài đăng của vợ. Giống như mọi người, vợ chồng Trấn Thành Harry cũng đang cập nhật sát sao diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế. Các nhân viên y tế tại Rome vận chuyển người bệnh tại Lombardy. Giường được bổ sung cho các bệnh viện, tẩy trùng tại đường xuống ga tàu ở Milan. Người dân vẫn tụ tập ăn uống, hình ảnh vào những ngày cuối cùng của tháng 2. Trạm kiểm soát ở Milan giữa lệnh phong tỏa. Cuộc họp tại trụ sở chính quyền Milan được tổ chức ngoài trời nhằm hạn chế khả năng lây lan virus. Khu vực vốn rất đông đúc tại Milan nay quạnh hiu đến bất ngờ sau lệnh phong tỏa. Hình ảnh thủ tướng thông báo lệnh phong tỏa phía bắc nước Ý. Sau việc nô nức gửi lời chúc mừng khi Nhật Kim Anh thắng kiện chồng cũ, Nhật Kim Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ các khán giả và đồng nghiệp sau việc khi thắng kiện chồng cũ giành lại quyền nuôi con trai. Trong năm 2019, Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn, không chỉ có những thông tin nghệ thuật như phim Tiếng Sét Trong Mưa, MV ca nhạc mà còn có chuyện đời tư. Theo đó, nữ ca sĩ và ông xã ly hôn sau khoảng 5 năm chung sống và quyết liệt tranh giành quyền nuôi con khi phía gia đình Vũ Lộc cản trở việc thăm nom bé. Tổ ấm của nữ diễn viên thổi còn mặn nồng, Nhật Kim Anh vui mừng khi ở bên con trai. Từ bấy lâu nay, khán giả đã biết rõ việc cô luôn trong trạng thái mệt mỏi, tốn nhiều nước mắt khi thương nhớ bé Tin mà không thể bên cạnh con. Bên cạnh đó, những lần Nhật Kim Anh muốn đưa nhóc tỳ đi chơi hay xin phép đưa con lên thành phố đều bất thành. Gia đình chồng khá khó khăn trong việc để hai mẹ con tiếp xúc với nhau. Sáng 23 tháng 3, cô bất ngờ chia sẻ khung ảnh hai mẹ con hạnh phúc bên nhau và đi kèm dòng trạng thái tạ ơn trời Phật cuối cùng cũng hiểu thấu lòng con. Được biết, cô đã được cơ quan chức năng thông báo thắng kiện ở phiên tòa sơ thẩm về việc giành quyền nuôi con. Cậu bé ôm chặt và hôn mẹ nhiệt tình, đây là những giây phút bình yên nhất đối với cô. Sau bao ngày đấu tranh thì Nhật Kim Anh cũng thắng kiện và giành được quyền nuôi con. Ngay sau khi nữ diễn viên thông báo lên trang cá nhân, khá nhiều đồng nghiệp là những nghệ sĩ nổi tiếng và cả các cộng sự nhân viên của cô đều nhanh chóng để lại lời chúc mừng hai mẹ con. Bởi lẽ bao ngày qua mọi người đều mong Nhật Kim Anh sẽ sớm được bên cạnh bé Tin. Kylie, chúc mừng bạn hiền nha. Quách Ngọc Tuyên, chúc mừng hai mẹ con đã được đoàn tụ. Gia Bảo, mừng cho em, anh vẫn chưa được gặp. Hồng Vân, chúc mừng em gái. Kiều Linh, Tin được về với em rồi hả em yêu. Kylie, Quách Ngọc Tuyên, Gia Bảo, Hồng Vân, Kiều Linh, chúc mừng khi thấy Nhật Kim Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên bé trai. Nhật Kim Anh đã có khá nhiều bức xúc đăng tải nhiều thông tin tiêu cực hơn 2 năm qua trong việc tranh giành quyền nuôi con trai. Đến nay mọi người mới thấy được một tín hiệu tốt trong sự việc. Hy vọng ngày cả hai mẹ con đoàn tụ sớm được diễn ra. Chính thức hết thời gian cách ly, Trường Giang mừng rỡ đoàn tụ vợ con. Danh hài Trường Giang mừng rỡ khoe hết thời gian cách ly, anh sẽ sớm được đoàn tụ với vợ con khiến nhiều khán giả cũng vui theo. Không giấu nổi niềm hạnh phúc khi hoàn thành cách ly 14 ngày, Trường Giang đăng ảnh lên trang cá nhân, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ. Đó là bức hình thể hiện khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng anh. Danh hài Mười Khó nắm tay vợ, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc
và vẫn phong cách đăng status đơn giản, anh viết. Hon Hen. Trước đó, hôm 8 tháng 3, nhà vương khoe chồng tặng quà lúc đêm muộn. Nữ diễn viên cũng tiết lộ, hiện tại ông xã đang phải tự cách ly khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhà vương viết trên trang cá nhân. Mém xíu nữa là mẹ đi ngủ rồi, điều ngọt ngào cuối ngày đến vừa kịp lúc. Thương ba vì đi làm xa về nên tự cách ly để bảo vệ cho con gái. Ráng thêm vài ngày nữa về với hai mẹ con nha ba, hai mẹ con ôm ba. Chúc cho các mẹ, các chị, các em có một ngày 8 tháng 3 luôn bình an và thật nhiều sức khỏe để cùng một nửa kia của mình vượt qua Covid-19 nha. Nữ diễn viên cũng gửi lời chúc tới mọi người động viên khán giả giữa dịch Covid-19. Được biết Trường Giang vừa có lịch làm việc tại quê nhà Quảng Nam, gặp gỡ và tiếp xúc khá nhiều người. Do đó sau khi trở về thành phố, anh đã ở tại một căn nhà khác không gặp vợ con để bảo vệ gia đình. Tính từ hôm 8 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3, Trường Giang đã hoàn thành thời gian tự cách ly 14 ngày. Trong suốt 2 tuần lễ, nam nghệ sĩ liên tục bày tỏ nhớ nhung vợ con, khi thì đăng ảnh hai vợ chồng sánh vai bên nhau hạnh phúc, khi thì nhắn gửi yêu thương qua đồng nghiệp. Bài đăng của Trường Giang trong thời gian cách ly. Smile, tạm dịch, cười chỉ một từ ngữ nhỏ cũng chỉ thể hiện tình cảm hạnh phúc của gia đình anh. Nam MC tự cách ly để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người. Trong thời gian Trường Giang xa nhà, anh bày tỏ sự lo lắng cho Nhã Phương. MC kỳ tài thách đấu, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho vợ con. Ngoài ra anh còn căn dặn vợ chăm sóc bản thân thật chu đáo trước dịch bệnh. Những cử chỉ quan tâm dành cho nửa kia của cặp đôi nhanh chóng khiến cộng đồng mạng gato và khen ngợi.